Bé trai 3 tuổi nguy kịch vì uống nhầm thuốc tẩy bồn cầu. Uống nhầm xăng, bé 17 tháng tuổi nguy kịch. Uống nhầm dầu hỏa, bé trai thiệt mạng. Trẻ uống nhầm rượu, trẻ uống nhầm dầu đốt nến, thậm chí trẻ uống nhầm nước tẩy móng tay. Hàng loạt những vụ việc trẻ uống nhầm quá chất thương tâm đã xảy ra đã dóng lên hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh trong việc cất giữ các loại quá chất tại nhà. Theo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi tháng trung bình bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 ca bệnh nhi uống nhầm quá chất, xăng dầu và các chất độc hại. Và tại các bệnh viện nhi khác, tổng số ca trẻ nhập viện do uống nhầm quá chất cũng tương tự. Nguyên nhân của thực trạng này đa phần là do sự bất cẩn của người lớn. Hiện nay, nhiều gia đình thường có thói quen chứa những loại quá chất như xăng, dầu, rượu hay các loại quá chất tẩy rửa trong chai nhựa hoặc chai nước ngọt cũ và cất giữ tại nhà để tiện cho việc sử dụng, nhất là tại các vùng nông thôn hay những gia đình ở trọ có diện tích nhỏ. Không chỉ thế, nhiều người còn chủ quan để những chai quá chất tại những nơi trong tầm giới của trẻ, như trong góc nhà, trong toilet hay thậm chí là trong tủ lạnh, mà không hề biết rằng thói quen này có thể cướp đi tính mạng của trẻ bất cứ lúc nào. Trẻ nhỏ trong độ tuổi từ 1 đến 4 tuổi thường rất tò mò và không có khả năng nhận biết được nguy hiểm. Việc chứa những loại quá chất trong các chai nước ngọt sẽ làm trẻ tưởng rằng đó là nước ngọt và uống gây ngộ độc. Ngộ độc quá chất là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, sẽ gây bỏng thực quản, khí quản, gây suy đa tạng, có thể cướp đi sinh mạng của cả trẻ em lẫn người lớn. Đặc biệt, có nhiều phụ huynh khi phát hiện trẻ uống nhầm quá chất với lượng ít, chỉ thấy tổn thương bên ngoài như bỏng rộp môi, miệng, lưỡi, nên thường nghĩ là không sao, nên tặc lưỡi cho qua. Chỉ khi có dấu hiệu nặng mới đưa con đến bệnh viện. Thế nhưng, những loại quá chất đi vào cơ thể, dù ít cũng làm tổn thương các cơ quan bên trong cơ thể. Nếu chậm trễ đưa trẻ đến bệnh viện, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Thì chúng tôi chia ra hai loại là bay hơi và không bay hơi. Thì cái loại mà bay hơi thì thường là liên quan tới là những cái gọi là xăng dầu hoặc là dầu thơm. Thì nó có thể là cái loại đó thì nó ít gây bỏng, nhưng mà nó sẽ gây sặc và nó dễ gây, chúng tôi gọi là cái chứng gọi là viêm phổi hít. Hoặc là nó gây kích ứng, gây hen suyễn. Tức là cái chất bay hơi, và đặc biệt là nó ảnh hưởng hệ thần kinh. Cái thứ hai là cái loại quá chất không bay hơi thì có thể là thuốc trừ sâu, có thể là xà bông, có thể là những cái bột giặt, thuốc tẩy, thuốc rửa bồn cầu, nước rửa chén, thì nó sẽ gây bỏng thực quản. Còn sợ nhất là thủng trên đoạn mà nối từ họng xuống cái bao tử, thì nó thủng, nó dò vào trong cái khoang lồng ngực, cái đó ghê lắm, cái đó gọi là viêm trung thất, áp xe trung thất, chết gần như 99-100%. Thưa quý vị, khi con trẻ uống nhầm hóa chất, nhiều phụ huynh vì lo lắng mà làm mọi cách để trẻ nôn ra ngay lập tức mà không cần biết hóa chất mà trẻ uống phải là gì. Thực tế đây là một quan niệm vô cùng sai lầm. Việc sơ cứu sai cách cho trẻ sẽ làm cho tình trạng của trẻ ngày một nặng hơn. Vậy cách sơ cứu đúng đắn khi trẻ uống nhầm hóa chất là gì? Sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm đến bác sĩ để có lời giải đáp. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà một đứa trẻ mà bị uống lộn hóa chất thì cái chuyện đầu tiên, nếu mà hóa chất đó là hóa chất bay hơi thì chắc không nên cho nôn ói. Bởi vì nôn ói thì nó cũng giải quyết được vấn đề, mà nó còn nguy cơ tăng cái hít sặc. Cái thứ hai là cái gọi là ngộ độc cái hóa chất mà là có tính chất ăn mòn thì lại càng không nên gây nôn. Bởi gây nôn nó sẽ làm tăng nguy cơ bỏng và thủng suốt dọc đường tiêu hóa, là nguy cơ tử vong rất là cao. Như vậy thì chúng ta nên có thể là cho uống nước lọc vừa phải, không có quá nhiều, để mà nạn nhân có thể dễ chịu và không làm chậm trễ, tức là vẫn nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Nguy hại khi trẻ uống nhầm quá chất là hiện hữu. Chính vì thế, phụ huynh cần cẩn trọng trong việc cất giữ quá chất tại nhà. Không chứa quá chất trong các chai nhựa, chai nước ngọt, chỉ nên chứa trong vỏ chai nguyên thủy. Nên bảo quản quá chất trên cao, nơi riêng biệt, tránh xa tầm giới của trẻ em.